lên nè. Món lên nè, món lên nè con. Ờ, xuống lấy cơm nè. Rồi thử gầm coi. Trời chú quá. Con giới thiệu đi. Chào mọi người, ngày hôm nay mình đi ăn cơm rang. Cơm niêu đồng que gà đó, thấy chưa? Đó, đó, món lên rồi nè. Canh. Đây. Còn đây là món gì đẹp? Cà lâu khô. À, cà lâu hả? Ồ. À, Ngọc ơi. Nè, món lên rồi nè, rang nè, chuẩn bị nè. Đó, lên lên rồi kìa. Trời ơi, nãy giờ chờ hoài không thấy cơm niêu đâu hết. Rồi, món lên. Cơm lên. Hai phần nè. Chén đây. À, Ngọc ơi, cơm này con. Con lấy cho em đi. Ê, ăn gì đó? Sao không đưa cho em? Hay là ba chan canh cho con ăn. Chan thêm canh nha. Hả? Rồi con ngồi ăn đi. Để cho nó đi. Nó lớn rồi nó gặm được mà. Sẽ đổ nha, ngon không? Ừ. Sao hàng ngon không con? Hà ơi, ngon không? Hả? Uống nước không? Bà lấy nước cho. Con cũng ăn hả? Gật đầu kìa, uống nước. Con ăn đi. Ngon không? Ăn đại đi, cá thịt gì à. Ngon không con? Hả? Ngon không? Ăn đi mình đi thả diều nha. Ăn lẹ mình còn đi thả diều chứ không là hết chó. Mình ra đó mình thả diều nữa mà. Em ơi. Anh ấy lạc ngọc. Lạc ngọc. Ba ơi, hồi nhỏ ba hay ra nắng cho nên ba da đen hả ba? Đúng, nè. Ôm nhanh. Mình đi nè, ôm. Nào, thử cái món cà pháo đi. Nè. Ê, ngon không?
lớn lên mày ngoan nha, đừng giống như hai chị nha. Nha. Làm thì sợ luôn. Này con. Hả? Nhanh 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 nhanh, ầm 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 mình đi thả diều này con. Ầm ầm nhanh nhanh thả diều này. Để lấy cái khăn lau lau. Cho con hả? Ăn nào. Chúc nó kìa. Chan canh vô ăn Ngọc ơi. Nước hả? Nước hay là nước? Nước.